nam thanh niên khóc thét vì tắm trong bồn ớt đỏ sẫm. Theo Daily Mail, Cameron Kanda, một YouTuber người Anh, đã quyết định thử thách bản thân trước ống kính máy quay khi ngâm mình trong bồn tắm đỏ sẫm toàn tương ớt. Để chuẩn bị cho màn tắm kinh dị này, nam thanh niên đã phải dùng tới 1.250 lọ tương ớt sắp hết hạn cùng với hàng chục trái ớt nguyên. Ban đầu, chàng trai có vẻ hào hứng và thoải mái khi giới thiệu về việc tắm trong ớt trước máy quay. Chàng trai vẫn cười rất tươi, vui vẻ chào đón màn biểu diễn sắp tới. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, chàng thanh niên đã phải thốt lên biểu cảm khuôn mặt đau đớn. Khi ớt bắn lên mắt, thì sức chịu đựng của chàng trai đã lên đến đỉnh điểm. Chàng bắt đầu khóc lóc, la hét, rồi nhanh chóng ra khỏi bồn ớt khủng khiếp đó. Anh cho biết, thật khủng khiếp, toàn thân đau nhức đến tận vài giờ sau đó. Tôi như cảm thấy từng tế bào trên cơ thể mình vô cùng đau đớn, tôi sẽ phải đi đến bác sĩ để kiểm tra.